Em sẽ học môn kỹ năng phỏng vấn với thầy Tony. Em mới nghĩ trong đầu là tự nhiên thầy em nước ngoài. Em đang học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Khá là ấn tượng trong cái lần ăn trưa đó với Ngân Anh, đó là Ngân Anh ăn rất nhiều, ăn rất khỏe. Em sẽ dùng cái khoảng thời gian mà mọi người thường yêu nhau á để em bày tỏ câu chuyện là em mong muốn lập gia đình. Vậy thì bạn có mong muốn lập gia đình hay không? Nếu không thì thôi đừng mất thời gian của nhau. Nếu như mà mình nhân danh tình yêu á và mình yêu quá lâu và mình lại để cho cái câu chuyện nó không có một cái kết tốt á, thì em lại cảm thấy đó là thiệt thòi của bạn nữ chứ không phải là thiệt thòi của em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của em là Leo Ngân Anh. Năm nay em 28 tuổi. Và công việc hiện tại chính của em là giảng viên đại học. Dạ, em là giảng viên đại học của trường Đại học Hoa Sen. Rồi bây giờ mời chồng của Ngân Anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Em là Phan Tony, em là biên tập viên truyền hình. Em làm tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên nào các em gặp nhau và phải lòng nhau? Dạ, tụi em gặp nhau là trong một lớp học. Và em là giảng viên của Ngân Anh. Em khá là nhát nói và em nói không có hay. Cho nên lúc đó em nghĩ là mình cần cải thiện kỹ năng nói. Và em đăng ký một khóa học tại một học viện MC. Đấy thì anh Ni mới là một giảng viên trong số những môn học em học. Lúc đó là em đã là hoa hậu chưa? Dạ, lúc đó em đã là hoa hậu rồi. Em đã là hoa hậu rồi đúng không? Thì khi mà em gặp cái người giảng viên đẹp trai như thế này á, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Thật ra thì trong số 23 buổi em học thì chỉ gặp anh này 2 buổi thôi. Nhưng mà 2 buổi đó là toàn những ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên là ngày 31 tháng 12 là cái ngày cuối năm. Ngày thứ hai là cái ngày 14 tháng 2. Tức là 2 ngày đều là những ngày mà thứ nhất bận rộn nè. Thứ hai là đều nên dành cho gia đình. Nhưng mà ông này cũng có thời gian rảnh đi dạy mà em cũng lại đăng ký học vào ngày đó. Có thời gian rảnh đi học. Và lớp đó là lớp 1-1, một thầy một trò. Đầu tiên ấn tượng mà trước khi đến cái buổi học đó là em tương tự một cái tên. Em sẽ học môn kỹ năng phỏng vấn với thầy Tony. Em mới nghĩ trong đầu là tự nhiên thầy em đang học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Cái hôm vào lớp thì anh này không tới trước. Em vào thì ảnh nhìn lên. Thì lúc đó thì thấy đặc biệt hơn những người mình đã gặp. Anh này kiểu rất là nhẹ nhàng, ấm áp. Ấm áp theo kiểu là cái giọng nói kiểu nghiêm túc. Thậm chí là nhìn bị... Còn em thì sao? Em có ấn tượng gì về cô ấy không? Ấn tượng đầu tiên của em về Ngân Anh đó là bởi vì Ngân Anh ăn mặc rất kín đáo. Và đó là một điều mà em luôn đánh giá rất cao. Hình ảnh và âm thanh rất là hài hòa. Em làm truyền hình mà rất là hay và em cảm thấy rất là thiện cảm. Có cái buổi học tiếp theo không? Có những cái buổi học riêng tư không? Bao lâu coi như là có những cái buổi riêng tư? Sau khi học xong thì không biết là vô tình hay cố ý mà anh thì ảnh mới nói là lấy số anh để mà tiện cho cái việc là sau này em có câu hỏi gì về chuyên môn. Thì em hay có một thói quen là chia sẻ số điện thoại và Facebook để bạn nào là học viên của học viện thì hoàn toàn có thể add và em sẽ đồng ý với tin nhắn. Thầy giáo rất là có tâm. Anh đang biện minh với các vị là anh xin số điện thoại em đó. Sau khi lấy số điện thoại xong thì khi mà ra cái chỗ lễ tân thì em có nghe bạn học vụ nói với thầy là 14 tháng 2 vui vẻ nha thầy. Rồi thầy mới nói lại là chắc là về đi làm thôi. Thì lúc đó em nghĩ là chắc là ông này cũng chưa có bồ, còn độc thân. Cái em vừa về nhà thì anh có nhắn tin một cái tin nhắn là mong sẽ nói chuyện với em được nhiều hơn. Đấy. Tức là cũng nhắn tin qua lại. Nói chuyện lần đầu khá dài. Rất lâu. Tức là cô 2 tuần sau thì hẹn một bữa ăn trưa. Em cũng bận thôi. Nên là em muốn hẹn ăn trưa. Em khá là ấn tượng trong cái lần ăn trưa đó với Ngân Anh. Đó là Ngân Anh ăn rất nhiều. Ăn rất khỏe. Là ấn tượng thêm một cái nữa là ăn rất nhiều. Là ăn rất nhiều. Nhưng mà cũng có một điều nữa rằng là những món Ngân Anh thích cũng là những món em thích. Em cũng thích bơ, thích béo này kia. Ôi dạ. Anh đang muốn biết cái giai đoạn mà các bạn coi như là gặp nhau và bắt đầu là tỉnh to là tỏ tình đó. Câu chuyện của tụi em nó dài dòng lắm. Từ lúc mà 2 năm mà tụi em biết nhau á là nó lại rớt vào thời điểm 2020 và 2021 là dịch. Và đó là lúc mà Ngân Anh nấu đồ ăn cho em. Nấu ở đâu? Nấu ở nhà. Em nấu nhà em xong rồi em shipper lên. Em bỏ cái xe em lên được. Là bạn này nấu đồ ăn ngon không? Rất là chỉnh chu. Tức là nó có món chính, nó có món tráng miệng, nó có món nước. Kiểu như bạn gửi bò cho em á thì bạn cũng chọn bò ngon nhất. Và rồi bạn có salad ăn kèm, rồi salad thì cũng cắt ra rồi làm rất là vừa miệng chứ không. Nhưng mà lúc đó là đã yêu nhau rồi đúng không? Dạ chưa. Đó, anh ấy cũng có một cái cách hay là khi mà anh nhắn tin, tức là anh sẽ biết cách chia sẻ để mà em cảm thấy tức là mũi lòng và quan tâm á. Có nghĩa là sau khi lockdown rồi các bạn mới chính thức coi như là yêu nhau đúng không? Tháng 3. Tức là cả một năm 2020 thì là cái rồi. Thời gian đó khi mà em quan tâm này kia xong thì cũng tức là vì công việc á, vì tính chất công việc. Thành ra là tụi em off một thời gian. Em nhận đồ ăn của Ngân Anh được 3-4 bữa xong là em off luôn. Hai đứa là ngưng. Cách ngưng. Em là không liên hệ với nhau luôn. Là không có nhắn tin theo cái kiểu nhắn tin thường trực này kia nữa. Bởi vì cơ bản là em thấy là mình đang làm phiền cổ hay không. Cả năm 2020 tụi em off. Đúng ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì anh mới nhắn tin, anh nói là em có còn muốn gặp lại anh không.
Mà cái câu đó, đâu đó mình hiểu là giống như anh thấy có lỗi với mình vậy đó. Hai bạn gọi là gần cả 2 năm là không chạm luôn á em. Sau cái dịch á, mà các bạn đi chơi với nhau, chính thức các bạn chạm tay nhau, các bạn chạm đến trái tim của nhau á, là cái hôm đó là đi đâu? Là đi uống cà phê, đi xem phim hay là đi du lịch? Đi qua nhà nó ăn rỗng. Không. Lúc đó tụi em cũng đi ăn bình thường, sau đó coi phim. Thì lúc đó coi phim xong cũng trễ, cũng giờ trễ rồi. Thế là anh mới hỏi một câu, giờ này trễ, em về sẽ nguy hiểm, anh cũng không có muốn em về. Đó, thì hôm đó tối mà ở lại, lúc coi phim là cũng không nắm tay luôn. Lần đầu tiên coi phim với nhau là cũng không nắm tay luôn. Em không nắm tay, không hôn trong rạp phim. Nhưng mà Ngân Anh ở lại, thì tụi em làm gì làm. Sau đó đó là chắc là mình sẽ quyết định là kết hôn luôn đúng không? Anh Ni á, là khi mà anh đã đặt mối quan hệ với ai thì anh sẽ chia sẻ luôn là anh sẽ muốn cam kết với người này. Mặc dù quen 1-2 tháng, em lúc đó cảm thấy là anh hơi nóng vội. Tại vì mới quen 1-2 tháng, thậm chí là hai cá thể còn chưa mà có thể hòa hợp được với nhau nữa. Thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lâu dài được. Mặc dù đó em cũng chia sẻ quan điểm là em còn muốn làm rất là nhiều thứ. Và lúc đó em cũng mới 25-26 tuổi thôi. Ngân Anh là người quá nhiều dự định. Ngân Anh muốn học tiến sĩ, Ngân Anh muốn mở trường, Ngân Anh muốn làm rất là nhiều thứ và Ngân Anh rất là coi nhẹ hôn nhân. Em sẽ dùng cái khoảng thời gian mà mọi người thường yêu nhau á để em bày tỏ câu chuyện là em mong muốn lập gia đình. Vậy thì bạn có mong muốn lập gia đình hay không? Nếu không thì thôi đừng mất thời gian của nhau. Nếu như mà mình nhân danh tình yêu á và mình yêu quá lâu và mình lại để cho cái câu chuyện nó không có một cái kết tốt á, thì em lại cảm thấy đó là thiệt thòi của bạn nữ chứ không phải là thiệt thòi của em. Hiểu rồi, như vậy có nghĩa là quan điểm riêng quan điểm này là hai đứa chưa hợp nhau. Đoạn đó đúng rồi, đoạn đó không hợp. Sau cái đó là có chia tay không? Chia tay. Sau đó chia tay được bao lâu rồi mới kết lại? Và cái điều gì mà khiến cho hai đứa kết lại với nhau? Chắc là nửa năm. Chia tay nửa năm anh? Chia tay xong thì em cũng còn quan tâm và em biết là anh cũng có còn quan tâm em. Chỉ là lúc đó nếu mà gặp lại mà ví dụ như đặt cái vấn đề về hôn nhân thì chắc chắn là em cũng lại không thể chưa sẵn sàng. Nhưng mà vì em quan tâm thành ra là em cũng biết là ảnh khá là quan trọng ngày sinh nhật của mình. Không phải là để mà gặp vui vẻ bạn bè mà vì ảnh muốn cái ngày này quan trọng với ảnh về ngày là kỷ niệm với ba mẹ. Cho nên thành ra là sinh nhật là lúc em nghĩ về ba mẹ em nhiều. Chứ em không có nhu cầu nghĩ cho em trong ngày sinh nhật. Dạ. Anh là người bắt được điều đó, biết được điều đó. Ảnh thích đội bóng của Manchester United. Dạ. Thì em mới âm thầm là đặt một cái áo mà khắc in tên riêng của ảnh và một trái bóng có cái bánh kem. Và em gửi cái món quà đó qua bên nhà ảnh. Cái áo phải đặt từ anh về. Trái bánh và trái áo là mua từ Old Trafford. Nhưng mà em không có để tên của em. Em cũng có ghi vài dòng. Em biết chắc chắn là Ngân Anh. Tức là nó xong thì tức là cũng nhắn tin cảm ơn em. Các bạn là quay lại và cưới luôn? Dạ chưa, tụi em hẹn đi ăn. Đi ăn nữa? Không, nghĩa là sau đó là 6 tháng là cưới luôn là sao? Là cưới là nếu như tính ra thì cũng đâu đó 6 tháng. Coi như là hợp rồi tan rồi hợp. Theo chu kỳ là nửa năm đó. 6 tháng. Thôi bây giờ vậy đi vô cái vấn đề mà hôn nhân đi. Rồi bây giờ mình vô cái phần thật xấu đi nè. Cái phần đó, cái phần mà có áp đặt em không? Mình nói thật xấu trước. Nha. Cái thời gian mà khi quen nhau em thấy ảnh rất là kiểu khá là nghiêm khắc và quy tắc. Thì đâu đó người ta sẽ nghĩ là gia trưởng. Nhưng mà anh Ni được cái là khi mà ảnh rất là cùng là người vợ của ảnh á, thì ảnh sẽ biết điều chỉnh những cái đó. Có những cái tật xấu gì? Ví dụ như ở nhà đó có hay nói một vấn đề mà nó hoài có nghĩa là hay là giảng đạo đó em. Hồi xưa thì mình rất là thích nghe anh nói. Thứ nhất là giọng anh hay. Thứ hai là mình cảm thấy một người có tư duy và trưởng thành hơn mình. Mình thích học hỏi. Bây giờ anh nói mà nhưng mà bây giờ làm, tức là hồi xưa hẹn hò thì gặp nhau mấy tiếng thôi thì ok. Nhưng bây giờ 24/7 mà đều như vậy thì em nhiều khi nhức đầu. Ngủ rất là như người lớn vậy đó. 10 giờ đi ngủ. Và 5-6 giờ sáng mới dậy rồi. Giống tôi. Em thì em ngủ trễ. Và em dạy và chính vì vậy mà anh cứ hay cầm ràm em đúng không? Anh giảng giải cho em ở phải em ơi phải thế này thế nọ thế kia buổi sáng phải vậy. Em không dùng từ phải. Em kể cho vợ em nghe một câu chuyện về Phật pháp. Tại vì sao mà cho tới bây giờ vợ em vẫn sẽ nghe những điều em nói, dù có thể là chê là nói nhiều, nhưng mà tại vì em sẽ kể nó vui á. Là quan điểm của em là em rất muốn những điều tốt cho vợ của em. Em biết là những điều mà để làm mà mình tốt thì nó sẽ rất là khắt khe, mình phải kỷ luật á. Thì đó là giống như con tầm mà muốn nhả tơ là phải ăn cái lá tầm, ví dụ vậy. Thế đó thành ra là em sẽ chia sẻ với vợ em là vợ có biết là Phật hay nói là tham sân si á, thì đôi khi tham lam á không phải là chuyện mình tham của cải của người khác đâu. Tham ngủ cũng là tham á. Đúng rồi, vợ dậy sớm được á thì vợ ráng vợ dậy sớm tí xíu. Trời ơi là phải dậy thôi. Nhưng mà cái này đâu có ngủ nướng đến 11-12 giờ đâu, 8 giờ để em dậy rồi. Không vậy mà. Em chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ em không làm căng thẳng. Không, đó cũng là một cái tập. Đó. Rồi cái gì nữa không? Cái nữa là ngồi toilet quá lâu. Đó. Còn toilet làm gì? Tức là coi điện thoại đó. Cái thời gian buổi tối hai vợ chồng về nhà thì chỉ có 1-2 tiếng có thể ngồi coi phim chung với nhau. Mà thời gian 1 tiếng là đã ngồi trong toilet rồi. Mà tắm.
Là không dành nhiều thời gian cho vợ. Không, thế là cũng dành nhiều thời gian mà chỉ là tự nhiên tốn cái thời gian ngồi trong toilet một mình. Chị ơi, rồi chị có nghe bé Ngân mới nói là 10 giờ là ổng đã lên giường ngủ. Thì đó. Mà về nhà, tôi cho giỏi lắm là 8 giờ đi. Dạ không, em về sớm. Có 7 giờ sớm là cái nhúng em ở nhà tại công việc. Nhưng mà ổng vô toilet lên tiếng đồng hồ là mất hết cái thời gian rồi. Bây giờ nè, bây giờ hỏi Ngân anh, em muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Đó. Trước khi mà em có em bé. Rồi em cũng không muốn thay đổi gì cả. Tức là nãy em cũng muốn kể xấu, không phải kể xấu mà kể những cái mà em cảm thấy hơi khó chịu chút xíu thôi. Để mà ví dụ như anh cảm thấy thương em hoặc cảm thấy muốn đem đến niềm vui cho em thì anh sẽ tự động thay đổi. Quan điểm của em là vô trong hôn nhân á, mình sẽ không bắt người khác thay đổi được á. Rồi vậy thôi, bây giờ sẵn vậy đó, em nói luôn đi. Vợ dạ, em sống vợ em nói luôn đi nè. Giống như vợ em thì ngủ nó là cái giờ của em lắm, hay ngủ rất là trễ. Em thực sự muốn vợ em dậy sớm, hai vợ chồng cùng tập thể dục. Rồi hai vợ chồng sẽ có buổi sáng đi ăn sáng hay là đi uống cà phê vì em rất là thích buổi sáng. Nhưng cho tới bây giờ cưới nhau nửa năm rồi thì vẫn chưa có. Nhưng nào hết. Lúc đầu á em định là em sẽ thay đổi vợ em. Nhưng bây giờ em đang tập cái thói quen kêu đồ ăn thức uống về nhà để em ăn với vợ em rồi. Quan điểm của em là mình không có ép người khác thay đổi được. Chỉ là để cho người khác thực sự muốn thay đổi vì mình thôi. Thì em thay đổi vì em trước. Cái câu chuyện ăn sáng đi, câu chuyện đó là bé, câu chuyện dậy sớm đi. Em không còn giảng về tham sân si vào một buổi sáng nữa. Em sẽ kêu đồ ăn về để em ăn cùng vợ em buổi sáng ở nhà. Em chấp nhận điều đó. Vậy vậy mà muốn giờ thay đổi gì? Ngân Anh là rất là dễ nặng lòng vì những bình luận hay là này kia rồi. Ở trên mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Cả nghĩ đó. Không, hay cả nghĩ. Dạ đúng, cả nghĩ. Đúng rồi, nhạy cảm và cả nghĩ. Em hay nói với vợ em là thực ra thì mình chỉ có thay đổi được mình thôi. Mình không có thay đổi được xung quanh đâu. Cho nên cứ thoải mái và nhẹ nhàng trong tinh thần nhất. Vì em thực sự muốn là hai vợ chồng chỉ vui vẻ và thoải mái với nhau trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình thôi. Chứ hoàn toàn là em rất là buồn. Em thực sự là rất là buồn khi mà em thấy vợ em như thế. Vì em không làm gì khác được. Có những cái em can thiệp được, nhưng có những cái em không. Đúng rồi. Cho nên vậy thì bây giờ chị chỉ muốn hỏi em một cái điều, bây giờ là em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thay đổi cái việc cả nghĩ. Thật ra dễ lắm, đừng đọc. Thì đến bây giờ thì em cũng không đọc nhiều. Đừng đọc. Nhưng mà chị nói nè, tụi em hiện giờ đang là hai cá thể. Nếu mà tách ra là tụi em đang là hai cá thể tương đối là hoàn thiện, hoàn mỹ. Ví dụ như một người chồng không có điều gì để chê được. Và người vợ cũng như vậy, không gì để chê nè. Vừa đẹp nè, giỏi nè, mà lại có gọi là chồng của gia đình, vợ của gia đình luôn á đó. Nhưng mà hai cái đẹp này hiện giờ tụi em vẫn chưa match với nhau. Đó là một cái điều là tụi em cần phải coi lại cái đó. Thì giải pháp cho cái này là gì? Hiện giờ chị cảm nhận là tụi em còn đang có những ngại ngùng với nhau. Tôi cũng đang chờ một cái sự thay đổi từ hai bạn khi mà các bạn chuẩn bị chào đón một cái thành viên thứ ba xuất hiện trong gia đình. Năm nay là có tin vui đó. Và năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với gia đình. Cảm ơn anh chị. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Tuyên. Em tên Trình Thanh Đa, hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi dữ vậy. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Quá giỏi. Trời ơi. Em đất bất động sản là em đánh khu vực ở dưới miền Tây Cần Thơ rồi. Đa số là miền Tây. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi. Và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu. Em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên sao? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi. Mời đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng rồi. Cái điều năm đó bao nhiêu tuổi? Năm đó là em năm 2009. 2009. 2009. 2009 hả? Dạ, vậy là nay là cũng 4 năm hả? 2008. 2008 thì 4 năm. 15 năm. Ủa, 15 năm. Dạ đúng rồi, mười mấy năm rồi. Vậy mà cô bé này năm nay 33 tuổi là thích năm đâu mình cũng mười mấy tuổi đó. Dạ đúng rồi. Chị Linh hỏi là cái điều gì mà đập vô mắt là thích liền đúng không? Đúng rồi, tức là thích anh Đa là ở cái điều gì? Lúc đó hai đứa bằng tuổi nhau mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Tại vì em nhìn là thấy là xanh 90 hả ta? Dạ đúng. Em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em có chơi chung với em út của anh Đa, thì em thấy sự chững chạc của anh ấy, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm, mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc ra dáng anh ấy là ít nói nữa, đúng cái phong cách rồi mới thích, là duyên số hay sao mà gặp cái đó em thích liền, em thích ổng luôn. Cái gì mà thành công sớm? Lúc đó là em mười mấy tuổi. Dạ, mà em thành công là trong lĩnh vực nào? Dạ lúc đó là gia đình em đã có cái truyền thống là kinh doanh bên làm đẹp từ hồi xưa rồi, lâu rồi, bốn mấy năm rồi. Dạ em tiếp quản cái làm đẹp của bên gia đình á. Làm đẹp hả em? Đúng rồi, làm đẹp thẩm mỹ viện rồi đó.
Vậy là là cũng chung nghề với là bên vợ luôn. Mà sao lúc đó là không thích anh của anh Đa mà lại thích anh Đa là sao? Tại vì anh của anh Đa là sẽ chững chạc hơn nữa. Anh đã có vợ rồi. Có vợ. Anh vậy là có vợ sớm vậy? Không, có vợ rồi. Anh của em anh có vợ rồi. Thì anh của em thì anh của em hơn em bao nhiêu tuổi? Bốn tuổi thì lúc đó có hai mấy chứ mấy. Dưới quê hai mấy có vợ là cũng hợp lý. Dưới quê là trẻ rồi đó chị. Wow, nhưng mà em không có gặp anh hai. Em gặp chồng của em là dân số hay sao? Là dính luôn. Ờ đúng rồi, mà cái gu của em á là cái gu là phải cao to. Gu cao to. Nên vậy là đủ cao to chưa? Lúc đó không hiểu sao gặp chồng em là nói chung chồng em nó cũng rất là phong độ, nhìn ổng có một cái sự khác biệt. Là thích luôn. Thích luôn. Rồi lúc đó Đa là... em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á. Nó gọi là trong veo á. Trong veo. Dạ. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ hay là lúc đó vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều. Tuổi trẻ mà. Dạ, lúc đó là giống như lúc là đẹp gái hơn bây giờ. Wow, vậy đó hả? Dạ. Chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Bởi vì từ lúc lần đầu tiên gặp nhau đến lúc cưới nhau là khoảng cách là bao lâu? Xem hỏi chi mà tới cưới lẹ dữ vậy trời. Khoan, mình không có khoảng cách đó, là cái khoảng cách ai ai đó nó. Bây giờ ai cũng biết là người ta là vợ chồng rồi đúng không? Thành ra là mình sẽ ra từ từ, mình ra từ từ. Ví dụ như là sau cái buổi gặp gỡ định mệnh đó thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em, và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Và ai là người chủ động? Đó. Khi mà gặp là em thích rồi. Thích xong rồi nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi, 8, 9 năm gì rồi. Ôi chị sợ em rồi đó thiệt á, chị bắt đầu sợ em rồi đó lúc đó. 10 tuổi có bạn gái là sao? 18 tuổi. Ôi 18 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi mà quen cô bé kia quen 9, cái con, 8, 9 năm. Con bé kia là 8, 9 năm rồi. 8 năm đúng không? Thì có nghĩa là 10, 11 tuổi hay 12 tuổi gì là đã có bạn gái rồi. 8 năm đúng không? Em sinh 90. 90 hay 2009. 2009 là em 9 tuổi. Em trừ ra quên, 19 tuổi. 19 tuổi thì em quen bé đó là 8 năm hay 9 năm, em trừ ra đi là lúc đó em 11 tuổi là em có bạn gái hả? Dạ. Khi mà đã có cái cô bạn gái đó rồi sao em chùng bước không, hay là em quyết định là bây giờ mình phải? Lúc đó em không có biết. Là ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Đó thì mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc không biết anh có bạn gái gì đâu. Mà xong vài hôm sau đó, cái là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Đó, tức là cái người bạn em của anh Đa là rủ em đi uống nước. Dạ đúng rồi, đi chơi một đám bạn, đi ra ngoài uống nước với một đám bạn luôn. Thì trong đó mới gặp anh này nữa. Hợp ra này nữa. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bối rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin. Mà sao chị suy nghĩ tại sao cái người em của anh Đa tại sao không thích em mà để tại vì có bạn gái rồi. Mất bé này. Bạn ấy có bạn gái. Vậy là cũng có thể nhiều mối quan hệ, nó chỉ là bạn thân thôi. Chỉ là bạn thân thôi, là bạn học chung rồi. Dạ đúng rồi, học chung trong lớp thôi. Hiểu rồi. Ý là suy nghĩ đó, tại vì với một cô bé như thế này thì mất mới gì có bạn gái khác ha. Bạn gái này luôn đi cho khỏe đúng chứ không? Chứ phải là nhiều. Nhiều khi cái gu khác nhau. Dạ. Với lại cái duyên đó đúng không? Cái duyên nó không phải là người đó, không phải là người của mình đúng không? Dạ, nhưng mà em cũng thắc mắc, đến giờ này em cũng còn thắc mắc là khi mà lúc đó nó không hiểu tại sao mà tụi em nhắn tin với nhau mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Anh ấy nhắn tin hỏi thăm em, xin số điện thoại của em hỏi thăm, không biết có phải là nghe lời mẹ hay không. Nhưng mà tới giờ phút này em cũng về tới mười mấy năm rồi, em vẫn không hỏi gì tới người cũ cả. Đó thì khi á mà 3 ngày sau tụi em gặp nhau xong cái mới xin số điện thoại, trong ngày hôm đó nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Bắt đầu ra uống cà phê xong rồi tới lễ tình nhân thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em. Đúng rồi, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Ủa? Em tưởng là ổng ngay lễ tình nhân, ngay trong lễ tình nhân. Có nghĩa là cái gọi là cái thân xác của bạn này là đang uống nước với em, nhưng mà cái dụng cụ mà để mừng ăn á, đúng không? Thì bạn kia lại cầm. Không ngày, ngày khác chị. Ba ngày khác. Ba ngày sau. Đúng rồi, qua mấy ngày sau thì tới lễ tình nhân. Tụi em đi uống nước xong rồi, qua mấy ngày sau là lễ tình nhân, vẫn nhắn tin mỗi ngày mà không có đi sâu về vấn đề yêu đương gì cả nha. Không yêu đương nhá, chỉ nhắn tin em đi học về chưa? Đó, rồi các kiểu thôi. Thì bắt đầu khi lễ tình nhân thì tự nhiên số điện thoại của anh Đa gọi cho em, mà tụi em ít gọi nhau lắm, trong mấy ngày mới có mấy ngày thôi thì em ít gọi nhau, nhưng em cực kỳ thích ông này rồi. Lúc đó em thích, ơi là thích luôn rồi. Đó, thì bắt đầu là em thấy số điện thoại của ổng gọi, cái em tưởng là ổng gọi. Mình tính lên hết trơn, cái bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó làm, bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Em trả lời bạn, sao? Bạn có tưởng, chưa kịp trả lời, bạn có bảo bạn tưởng đâu á. Tụi tôi quen nhau gần như 8-9 năm vậy, em nhớ bạn có nói vậy. Bạn có tưởng đâu là bộ mẹ
mẹ của ảnh thích bạn á là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Ừ. Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Bắt đầu mình hụt hẫng vô cùng mà cái người này tự nhiên mình thích một cách tha thiết. Không hiểu tại sao chưa vậy chứ mình thích người ta nhiều đến như vậy luôn. Đó, xong rồi nói chuyện hai đứa nói chuyện với nhau cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ. Thì á mà nghe bạn ấy nói thì em chỉ biết khóc. Em không trả lời đi trả lời lại được, em không trả lời được cái câu, em chỉ nói nghe bạn ấy, bạn kể chuyện của bạn ấy với anh ấy những năm qua như thế nào như thế nào như thế nào, bạn ấy kể hết. Nói chung bạn ấy không phải là một cái người nói chuyện mà cái dạng như chợ búa, không có chửi bới gì em nhiều, nhưng mà dùng những cái lời lẽ đó, dùng những lời lẽ làm em rất là đau đớn. Nhẹ nhàng nhưng mà là nói chung cũng nhẹ nhàng, nói chung bạn ấy cũng là một cô gái nhẹ nhàng đó, nhưng mà là em đau đớn. Nói chuyện ơi là nói nhiều, ơi là nhiều, suốt tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ em không nói được gì hết, em chỉ khóc. Không em không hiểu tại sao em lại vậy, em khóc không. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn, rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đa nè, lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Dạ có. Có luôn, bị cầm số điện thoại của em mà, đúng không? Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó cái tâm trạng em như nào, em kể chị nghe coi. Lúc đó nói chung là buồn, nó bồi hồi lắm, giống như cái kiểu mà bị phát hiện rồi đó. Nói gì đó. Giống như mình bị phát hiện là mình có liên lạc với một người phụ nữ khác á, khi mà mình đang quen với bạn gái cũ á. Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Rồi lúc đó cái trái tim em là sao? Trong lòng em lúc đó là em cảm giác là em muốn đứng về phe của Ngân hay là đứng về phe bạn kia? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng về ai hết, thì cái bản chất của em á là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á, đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Tại vì chỉ uống nước một lần mà ba, chứ chưa có hẹn hò gì hết, là muốn cho bạn gái cũ của em á là biết như là em như vậy, cho nên nó đưa cái điện thoại. Vậy là lúc đó em cũng không có thích Ngân chưa, đúng không? Có nghĩa là chưa xác định là mình sẽ là thích. Dạ. Chưa sao khóc nè. Tức chứ. Sao khóc? Kể nghe coi. Tức chứ sao mà tại vì hồi đó giờ mười mấy năm nay sống với em chưa bao giờ dám hỏi. Tức là bây giờ em cũng sau đó là em cũng chưa hề hỏi Đa là cái người bạn đó là như thế nào, em không dám luôn. Em không dám hỏi. Vậy thì bây giờ là Đa nói cho vợ em nghe đi, là sau cái buổi đó thì cái tâm trạng em sao? Rồi sau là lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình á là chọn con đường á, vợ mình sau này á là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu từ sau cái cuộc điện thoại đó, bao nhiêu lâu thì em chia tay với bạn gái cũ? Cũng khoảng ngắn à, tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Đó, rồi mình chia tay, nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất, chứ không phải là mình tôi có người mới rồi đó, tôi bỏ cô hay gì đó, mình nói làm vậy. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với Ngân không, hay là trong khoảng thời gian đó là cắt đứt liên lạc luôn? Sao em anh xin lỗi dám chắc là thí dụ anh chia tay bạn gái cũ thì Ngân sẽ đến với em, lúc đó cô ta đã hận em rồi mà. Không, lúc đó đúng là mình không có nghĩ là mình sẽ cua Ngân nữa, tại đúng vì rồi. mình thấy cái cô này chưa có gọi là xứng đáng là để làm vợ của mình từ cuối không đời phù hợp đó. Đúng rồi. Đó, cho nên mình cũng chia tay với cô đó trong một cách êm đẹp nhất. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, tới khi mà là liên lạc lại với Ngân này thì là em không có quen với ai nữa hết. Bao nhiêu đó. Lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2 với 3 năm, hai học ba năm. Hơn 3 năm. Sau khi em ra trường. Sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em Út là như hơn 3 năm rồi. Thì đám cưới của em Út á, nó mời sao tự nhiên á, em thấy là lúc đó Facebook mới xài, biết xài Facebook thôi, thì bắt đầu thấy ông này ông nhắn tin. Lúc đó là 3-4 năm sau về quê rồi thì mới là thấy ông nhắn tin. Thấy cái ông này xong là bao nhiêu cái cơn giận nó ùa về. Tự nhiên cái cảm xúc nó lẫn lộn, lúc đó em cũng đang có bạn trai. Đó, thì bao nhiêu cảm xúc nó ùa về xong giận quá em xóa bỏ, chặn ông luôn. Xong cái ông mới lấy nick khác nhắn tin. Đó, cái xong xóa nữa, ông lấy cái nick khác, ông tiếp tục nhắn tin lần thứ ba em không thèm nữa. Tự nhiên cái em có cảm giác đợi chờ tin nhắn của ông. Thì cảm giác đợi chờ tin nhắn của ổng. Thì khi mà em đi lên đám cưới của em Út á,
Thì em Út là em Út của anh Đa. Dạ đúng đó. Rồi. Thì em lên cơ tóc lên mà cha em thì rất là khó, tại vì mẹ em thì mất sớm, có một mình cha rồi mà cha em cũng là bác sĩ, mà nuôi ba đứa con gái học bác sĩ nữa, cho nên gánh nặng cha rất là lớn, cha khó khăn với em dữ lắm, cho nên nó thành ra em chẳng đi đâu được hết, chỉ đi làm xong về nhà, đi học xong về nhà. Thì khi đó đó là em trốn đi, lên đi đám cưới thì biết rằng là về sẽ bị đánh, tại vì em lớn rồi chứ cha vẫn đánh bình thường, thì là vẫn đánh. Thì em trốn đi mới về này chắc bị đánh thiệt rồi, nhưng mà kệ thôi, vì bản thân cho nên là trốn đi lên thì em đi coi tóc từ Cần Thơ, từ Kiên Giang lên Cần Thơ thì 2 tiếng mấy, xong gặp ông này em đón em dẫn đâu thèm lên xe, ông đó em thấy ổng bao nhiêu cảm xúc ùa về, thật sự lúc đó như mới ngày đầu tiên, như mới ngày đầu tiên cái cảm giác em gặp ảnh đó đúng rồi. Thì em thấy ông cái em không thèm nói chuyện, em giả bộ như ông thấy em kêu taxi, cái ông mới lại, ông lái xe em lại, ông mới kêu thôi em lên xe đi, để mọi người đợi đó, cái ông đang nghỉ hoài thấy vậy rồi sao mọi người đợi, lên xe cái ông chạy về nhà ổng, ông không lại không đi lại chỗ đám cưới mà ông chạy về nhà ổng. Thì á cái em nói ủa tại sao anh chạy đây vậy, ông nói em vô nhà đợi anh chút để anh thay đồ. Lúc đó là em phòng bị liền, lúc đó mình là con gái mà phòng bị liền, nói không tôi không muốn xuống, lúc đó mình còn giận lắm, tôi không xuống đâu, tôi ngồi trên xe. Thì bắt đầu chỉ ngồi trên xe thôi, thì đợi thì bắt đầu ổng vô cho ổng thay cái bộ vest y chang như cái màu mà em đang mặc, y chang như cái màu em đang mặc luôn, màu đôi đó. Lúc đó em cũng không để tâm đâu, sau này em mới biết cái khi mà đi vô đám cưới cái mọi người ùa ra, tại vì ông ra lại là anh ba nhưng mà lại lấy vợ trễ hơn em Út, thành ra ai cũng mong chờ, tại vì ổng rất là khó tính, nên là người rất là khó tính, mẹ làm ai biết bao nhiêu chỗ mà không chịu. Thành ra vừa thấy em bước vào cái bao nhiêu người dòng họ mẹ đã thích em ngay từ đợt đó rồi. Mẹ chạy lại, mẹ ôm, mẹ mừng lắm, mẹ vui lắm, ba mẹ rất là mừng. Xong rồi mọi người nhìn mình với cái ánh mắt là bồ của Phách Đa đó. Người tự nhiên đang rất ghét đúng không hiểu, em vẫn ghét, nhưng mà tại sao lúc đó em lại im ru đi ra theo. Giống như là lúc đó cái cảm xúc em hận thôi chứ còn đâu có ghét, tại vì gặp cái là cảm xúc cũ cảm xúc cũ rồi. Mà giận mà hận nữa, nó xen lẫn rất nhiều cảm xúc, nhưng mà vẫn còn một cái cảm giác tha thiết hay như thế nào đó em cũng không diễn tả được đó. Thì vô trong chổng xong rồi cái em ghét anh đâu có thèm ngồi chung bàn đâu, em bắt ghế ngồi riêng. Xong cái mọi người kia người ta nhìn xung quanh ta biết á, cái ta nhường ghế chồng ta đi ra cho khách, ta nhường ghế chồng ngồi. Cái em cái bà con bạn bè tự nhiên cứ lại hoài, cứ lại nhìn em hoài đó. Nhưng mà lúc đó em cũng không phản ứng gì hết, cái nó tự nhiên không hiểu sao em cũng im luôn. Giống như là em chịu vậy hay sao, như là chấp nhận luôn rồi, chấp nhận trời ơi, là để kỳ, cho mọi em kỳ cục chứ trời, không phải là em một chút nào, cái đó là yêu mà đó. Đó. Ngầm gia đình cũng đã vô tình đã chọn em từ lúc đó luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà sau trong cái chi tiết này em có thấy một cái điều là bạn Đa này đúng là con của thiếu, gọi là thiếu gia, đúng con của đại gia, cư xử ít nhất là phải có 100 bộ vét đó, cho nên mới tìm một phát là bộ vét trúng phóc, mà nhờ cái vét đôi đó đó cho nên người ta cứ nhường ghế hoài, người ta biết đây là một cặp rồi, đúng không em? Bạn này già lắm, rất là tinh tế, công nhận ghê thiệt á. Im nhưng mà thấy ghê lắm chị. Đó, tìm một cái bộ y chang vậy để chứng minh cho mọi người thấy rằng á, đó. Ủa mà sao em biết là Ngân sẽ lên trên đó mà em trước? À, trước chắc chắn là lúc đó là có nhắn tin rồi, cũng có mời đi. Tại vì cha đâu chắc là cha đã cho đi đâu, đúng không? Mình không có chắc. Mà cũng đâu có liên lạc với nhau để biết đâu. Có nhắn tin cho em mà em đâu bao giờ đọc chứ không bao giờ trả lời. Hỏi em trai. Đúng rồi, đúng. Tại vì chắc chắn là em trai sẽ đúng nhắn rồi. Là bà có lên không? Ví dụ là vậy. Dạ đúng, tôi lên. Vậy là khứa em trai rồi cũng cũng này nọ lắm. Dạ. Cũng đưa đường chỉ lối rồi. Đường em cũng có hỏi thông tin của em trai có điện Phúc Ngân lên đám cưới không? Là vậy. Đó rồi đi sao hỏi giùm tao đi. Đó vậy đó. Mà cái bên đây ngộ ha. Ba ông con trai em đây, ba cô con gái. Hay ha. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á là muốn gả em cho một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á, cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm, con này không biết gì hết. Con này chỉ đi học thôi. Đó, không có đụng móng tay gì hết, cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh đó mới đi du học ở Mỹ về. Đó thì ảnh có nhà riêng, mà ảnh 30 mấy tuổi, thời điểm đó em chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Ảnh 30 mấy hơn một con giáp, lẫn em hoàn toàn không có cảm tình với anh ấy cả. Gu là thích trẻ đẹp. Trẻ đẹp bằng tuổi á. Dạ, đúng rồi, đúng. Nhưng rồi. Mà lúc đó anh Đa có biết cái sự cố đó không? Cái dạ. Sự việc là cha muốn gả Ngân cho một người khác, em có biết không? Dạ không. Không biết luôn. Em không chia sẻ hả? Biết lúc đó chết luôn hả? Đó là rối lắm. Cần Thơ, người Kiên Giang, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Chưa biết mới biết chắc xuống vô quậy luôn quá. Lúc đó thì em chủ yếu là em tập trung em cua vậy đó. Tập trung em cua. Cua cho bằng được. Dạ. Lúc em đã xác định là Ngân sẽ là vợ em chưa? Chưa. Chưa xác định mà chỉ biết là cái người con gái này là mình cần phải tiếp cận được, mình cần phải chinh phục đúng không? Đúng rồi. Mình cũng chưa biết là đối phương đã có ý gì với mình chưa nữa. Ủa vậy trong quá trình trước kia là lần đầu gặp nhau lần này nọ cũng chưa có chuyện gì xảy ra luôn, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì luôn. Chưa nắm tay, chưa nói một tiếng thích nhau, cũng chưa gì hết. Chưa có nói như thế nào, chưa một câu gì cả. Bạn đi mấy năm trời là sao? Dạ đúng rồi, nhưng mà em thích. Rồi xong là sao? Rồi tiếp cái chuyện đó. Xong rồi á là
thấy đâu người ta. Tới lúc mà cha bắt gã cho cái anh đi Mỹ về rồi cha giáp đó. Dạ đúng rồi, cha bắt gã. Nhớ chuyện người ta. Xong cái em không chịu. Em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa? Mày có người, con có người yêu chưa? Nói đâu dám nói có, nó có sợ bị đánh. Tại vì không dám. Xong cái nói con chưa. Cái cha mới nói là cái người đó như thế này như thế kia, đạt tiêu chuẩn như có sự nghiệp riêng rồi, có nhà riêng, sinh Sài Gòn, có sự nghiệp riêng, về con chỉ học thôi. Cha cho tiền là cứ đi học thành tài ra, hai vợ chồng có cái nghề. Đó, không cần phải lo gì cho tương lai, cha tính hết rồi. Cái không chịu, cái chàng đó nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu, cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Mà cha là một cái người mà giống như là cha là một cái người mà cha biết cái yếu điểm lớn nhất của em đó là cha. Cha biết em sẽ rất nghe lời cha, không bao giờ dám cãi lời cha. Cho nên cha làm như vậy là mà lúc đó mình cũng sợ cha làm thật thì sao, mình có một người cha một thôi, mình đâu có dám. Vậy bắt đầu nghe lời, dạ nhưng trong lòng thật sự đau đớn lắm, nhiều lần muốn bỏ đi, nhiều lần muốn trốn luôn. Đúng, nhưng mà không biết phải đi đâu bây giờ, mà suy nghĩ lỡ cha có gì thì sao, mình đâu có dám đâu. Cũng không chia sẻ với Đa luôn. Không, cái xong rồi, cái vừa nhắn tin lại chồng khoảng tháng mấy, hai tháng chứ gì, nhắn tin lại khoảng mấy, hai tháng thôi. Thì em mới nói với anh Đa là, anh có thương em thiệt không? Cái anh mới nói, thật, sao em hỏi vậy, nói thật vậy anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, mình cứ nghĩ là gì nè, mình cứ nghĩ là thôi bây giờ chuẩn bị lấy chồng rồi. Chắc cha không chịu đâu, mình cứ nói thử cái ông này coi sao để mình không phải hối tiếc nữa. Đó. Rồi là anh cưới em đi lúc đó là Đà sao? Để hỏi thử coi cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao? Cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Có muốn cưới thiệt không hay là chỉ trả lời cho có? Dạ. Cưới thiệt. Phải có nhiều trường hợp trả lời bị khó xử đó. Lúc bắt buộc phải trả lời cho có nha. Có, anh cũng muốn cưới em rồi này nọ. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà. Cho nên là mày nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi. Bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Có nghĩa là cấp trong chân. Lòng em là rồi là cưới đó, tại lúc còn nhỏ tuổi mà. Đúng không? Lúc đó cũng còn trẻ trung đâu mà. Cũng hai mấy rồi. Chứ đâu có lúc có hai mấy tuổi lúc rồi. Đó hai mấy rồi. Thì đàn ông trai mà hai mấy thì vẫn còn là son rỗi lắm đó, đúng không? Rồi có nghĩa là em đồng ý luôn. Còn là em lại lúc hỏi mà cho Ngân có, hỏi một không? Cái là em đúng. Nói là anh muốn đúng không? Đúng. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi. Em tưởng là ổng nói vậy thôi. Tại vì em nói cho Hải dạ em thật sự là em biết là em đi lấy chồng rồi. Em biết vậy rồi thì em đâu cả lời cho em được đâu. Ổng nói là tuần sau ổng xuống. Ổng sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ổng xuống. Thì là ổng xuống thật. Trời. Đưa ai xuống luôn. Đưa xuống luôn. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa. Xuống. Wow. Thì xuống xong rồi. Không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói xuống đi. Xin phép cha. Nhưng mà đâu dám xin phép cha, đâu dám nói. Xong rồi ổng xuống tới rồi. Gần tới rồi, bắt đầu vô xin phép cha cho đóng cửa cái rầm. Đóng cửa cái rầm. Cha ở chổng luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy đó. Cái nói trời người ta nào vậy, sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó, thì bắt đầu là lúc đó em ở chung với bà nội nữa. Thì cái nhờ bà nội nhăn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chổng cha không khóc. Cha không khóc. Thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Nhưng mà thường ngày cha là một người rất là tâm tất, cha em là bác sĩ á, làm trong bệnh viện cho nên rất là tâm tất. Nhưng hôm đó là cũng như không hài lòng rồi á, cái thành ra là mặc bộ đồ rất bình thường thôi chứ không áo trong quần giống như thường ngày đâu. Cái xong mặc áo thun rồi mặc cái quần dài đi ra ngoài vậy đó. Xong cái ra cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi. Em nói ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu. Đó ngồi em bỏ chiếc giấy hấu rồi em nói em xin lỗi anh. Bởi vì lúc đó mới nói thật cho ổng nghe. Nói là em xin lỗi anh. Bởi vì á chứ không biết cha có đồng ý hay không. Biết có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh sẽ cưới được em. Đó, rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng khoảng nửa tiếng thôi. Chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười ha anh xui bắt tay. Trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Thì á một chút nữa cái ra cười cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là con kêu ba mẹ đi. Mình cũng biết tâm lý của mẹ dữ vậy. Mình cũng không biết luôn. Không như vậy, tức là lúc đó là Đa với lại Ngân là ở dưới bếp. Dạ đúng rồi, ở dưới bếp. Chỉ có hai bên đằng Su Gia nói chuyện thôi. Mà bữa đó là có ba với có mẹ em luôn đúng không? Có ba, có mẹ với hai vợ chồng người cô nữa. Mà hôm đó ai là người nói chính, ba hay là mẹ? Ba. Công nhận thấy không? Bây giờ hổ phụ sanh hổ tử là như vậy. Có nghĩa là nếu mà nói như vậy là Đa là không bằng một góc của bác trai. Là tại vì công nhận bác trai hay thiệt, nửa tiếng đồng hồ thôi là bác trai phải chinh phục, coi như là bẻ cái gọi là gì đó, cái đường rầy qua một cái khác liền. Nghĩ là phải có thể hiện một cái gì đó cho ba của bé Ngân là đủ tự tin thì mới bắt đầu chuyển được như vậy, đúng thì không? Thì chính xác có nghĩa là hai biết nhau trước chuyện đó mà ghê thiệt chứ. Họ nghe tiếng của nhau trước đó. Họ biết nhau trước đó rồi, biết dành nhau rồi, biết nhau trước đó rồi mới biết. Dạ. Ủa vậy cho anh Tuyên hỏi, trong khoảng thời gian đó thì em có gặp cái anh Việt Kiều du học bên Mỹ về không? Có.
đã từng gặp anh rồi. Anh đi học xong rồi, anh về Việt Nam rồi. Là em gặp rồi luôn. Gặp rồi, gặp mấy lần người ta xuống, ta đem quà là xuống rồi. Tức là anh ấy có cao to giống như là trong suy nghĩ mà hồi đó không. Em thích đàn ông cao to. Không, anh không cao to, ông giống như chồng em. À cũng xem. Dạ đúng. Bởi rồi, vì đa thắng là đúng rồi. Đúng không? Ta ta, ta có anh sức trẻ, bản lĩnh mà còn sức trẻ nữa. Anh kia cũng giỏi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà chỉ là hơn con giáp thôi. Dạ, chắc anh kia thì bỏ anh luôn rồi quá. Rồi rồi về á, rồi coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân không? Ba có nói gì với em không? À, thì trên đường khi mà qua cái cuộc hỏi vợ đó thì trên đường về á, thì trên xe cũng có bàn tán rồi con dâu rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó phát hơn nữa. Cho nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ á, là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Dạ. Ngân may mắn là được gia đình bên đa đã thích ngay từ đầu rồi. Là mẹ thôi chứ chưa, chị chưa nghe nói là cha thích, nhưng mà chăng có là cha gặp là cha có thích liền hay là hôm đó sau khi tiếp xúc với gia đình rồi á thì là cha mới thích. Ba của em là chưa gặp Ngân. Thì đó chưa có nhưng gặp mà. Nhưng mà cô ở nhà chắc cũng phải nói lại. Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà hôm đó chắc chắn là cha gặp Ngân xong. Dạ, rồi chắc rồi. Là cha bắt đầu thương, đó là bắt đầu cha quý của Ngân đúng. Dạ. Không? Ủa mà sao em tự tin là bằng mọi cách em phải cưới được cho bé Ngân vậy? Lỡ mà ba bé Ngân không chịu, bắt một hai phải đi lấy anh chị Kiều kia thì sao? Tự tin thì mình nói, mình thấy mình nói cho tại vì mình thương quá cho an lòng á. Dạ, mình thương quá thì mình nói cỡ nào cũng phải, lúc đó mình thương lắm rồi thì cỡ nào thôi. Ví dụ như bây giờ đó là ba của Ngân mà có bắt cưới anh kia thì mình ở đây cũng phải là phá vậy đó. Lên kế hoạch phá luôn. Phá. Tại vì lúc đó mình đã tốn công này kia. Mình cua mà. Đúng rồi. Dạ. Cái này đó. Là của tôi, phải là của tôi, không bắt đi đâu được hết á. Đó. Phá. Với lại là biết sao, cái gọi là cái background á quá mạnh luôn. Đúng rồi. Ba của bạn chồng này giỏi lắm. Điều đầu tiên là gia đình có background đã quá tốt. Thứ hai nữa là Đa cũng là một người rất là bản lãnh. Đúng rồi. Bạn đó giỏi ngay từ lúc nhỏ. Mà ba của Đa giỏi dữ nữa. Thì ghê nữa. Nội một cái cách nói chuyện. Dạ. Với anh xui thôi là anh xui quay 180 độ liền. Kiểu chốt đơn. Chốt đơn liền. Kiểu không cần hết chị. Thôi giờ ngồi nói chuyện cho có. Tự nhiên nửa tiếng sao rồi. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ, sau chừng tháng rồi. Chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn mà. Thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới nắm tay đầu tiên. Là mẹ nói là gần đám nói thì chuẩn bị đi mua vàng cưới, mua quà cưới lên thơ, là xin là cha không cho đi. Cha nói không có cho đi, chừng nào cưới xong mới được đi riêng. Cha đấy cỡ đó. Cha vẫn còn sợ. Cha đấy cỡ đó đó. Xong rồi mẹ bảo đảm, mẹ nói đưa đi xong rồi về liền. Đó, thì bắt đầu lên trên xe thì hai đứa lần đầu tiên mới nắm tay nhau, nắm từ Cần Thơ, nắm từ Kiên Giang suốt, hai đứa nắm tay chặt mà không dám nói gì hết. Không đứa nào nói gì đứa nào hết. Thì anh đang là một người cực kỳ mà ít nói. Còn trong khi em thì lúc đó mình ngại muốn chết. Thành ra đâu có nói gì đâu. Hai đứa nắm tay đi suốt chặng đường tới Cần Thơ luôn mới buông. Ông lái xe một tay. Vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, bản lĩnh thiệt chứ ha. Cho anh Tuyên hỏi rồi, trong cái chuyện đó đó, dạ, nó xảy ra là trước đám cưới hay là đám cưới xong rồi mới xảy ra chuyện đó? Cái chuyện đó nó, chuyện đó là chuyện nắm tay hả? Không, cái chuyện kia đó kìa. À, không, em phải hỏi một cách cụ thể. À, từ em ngại em sợ đi thẳng vấn đề. Nhiều khi người ta kiểu như cái không phải ai người ta cũng hiểu được cái kiểu đó mà em phải hỏi đó, giống như em hỏi cho người ta tưởng là cái vụ nắm tay đó hả? Đúng không? Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Dạ không. Giống là vượt rào á, tức là vậy nè, thực ra là có rất nhiều những cái quan điểm. Dạ. Những quan điểm của các cặp vợ chồng đến đây á. Dạ. Thì cũng có những các bạn trẻ, nhưng mà các bạn có một cái suy nghĩ rất là gọi là rất là thực tế và dạ, rất là cụ thể là dạ, quan điểm hạnh phúc của các bạn là cả về tinh thần lẫn thể xác, chứ dạ, còn nếu tinh thần không á mà thể xác không hòa hợp á là cũng không đem đến hạnh phúc. Cho nên dạ, là có những cái tư tưởng đó và có những các bạn là phải thử trước thì các bạn xem có hợp hay không thì mới đi đến với nhau. Chứ để mất công cưới xong rồi về như bẻ bàn không có hợp. Không hòa hợp chuyện đó không thì hòa không hợp luôn, bẻ bàn giờ sao, không lẽ giờ bỏ nhau. Đó, cho nên rằng á là anh Tuyên anh hỏi là vì lý do đó. Dạ. Tức là hai em thuộc mô típ nào? Đó, ăn cơm chứ cản đúng không? À đúng rồi, đó. Để mình xem là mình có phù hợp với nhau hay không. Dạ. Đó. Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng là cũng thời gian khá dài, 7, 8, 9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Đó. Cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về mình ăn cơm đó, rồi nãy giống như là ăn cơm với kẻ đó mình có hợp hay không, đó là cái chuyện đó mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận.
Nó có nghĩa là cũng phải cố gắng để hòa hợp. Bạn đúng đúng cố gắng hòa. Hai bạn này là thuộc tiếp người gọi là F là tiếp 1 á. Tiếp 1. Ờ còn cái tiếp 2 á mà là mới là cái là hai 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 cái cách á, cái quan điểm á khác nhau. Yeah. Nhưng mà em không tin là 8 9 năm đó anh với bạn gái anh có gì. Không, anh với bạn gái có gì thì đâu nói. Có không, có gì không? Cái chuyện bỏ nữa đi. Đang nói chuyện vợ chồng của Đai với Lần Ngân nè. Ủa rồi sau khi mà đi mua nhẫn xong rồi cũng không chuyện gì xảy ra luôn, chỉ là nắm tay vậy thôi hả? Dạ, đúng rồi. Mình nghiêm túc mà, mình thương nghiêm túc. Thiếu gia nghiêm túc có thiếu gia. Thì nói tóm lại như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Bành xác à? Không có. Vui không? Đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Không có gì luôn. Dạ, không có gì luôn. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Sau khi sức khỏe đầy đủ hết rồi á, em mới tổ chức đi một cuộc gọi là trăng mật đó. Trăng mật, gọi là trăng mật. Là ở nước ngoài hay nước trong? Nước cái trong, tuần trăng mật đó là ở nước trong. Trong Việt Nam. Trong Việt Nam. Ở đâu? Một cái nơi thực sự lãng mạn. Đà Lạt. À, là không muốn kể đúng không? Cứ đi lòng vòng hoài à. Không sao đâu, thì bây giờ cưới rồi mà, coi như cưới rồi mới đi trăng mật mà thì em tổ chức trăng mật ở đâu? Ở Đà Lạt hay là ở Sapa? Ở Huế. Ở Huế. Ồ. Là đi riêng hai vợ chồng thôi, không có gia đình. Đúng, chân mặt hai vợ chồng thôi. À. Rồi hai đứa có hợp không? Mười mấy năm rồi không hợp rồi. Không, cái đầu mình phải hỏi chứ có hợp không? Nhiều khi hả là thuộc tiếp người mà gọi bây giờ là chị đừng có hỏi đang hướng nội, thuộc tiếp người hướng nội thì thành ra là hợp hay không hợp thì mình cũng phải chấp nhận á. Là có những cặp là như vậy mà em. Dạ. Đó. Hợp tại vì thì giờ mình nói hợp có mắc mới vậy? Mình nó hợp có chết không? Dạ hợp. Có những cặp vợ chồng á, sau khi cưới nhau xong rồi thì mới bắt đầu có cái chuyện đó xảy ra thì lúc đó mới chưng hửng là vợ chết cha rồi, cảm giác là không hòa hợp với nhau đó. Tỏ ra khó chịu và sau này mất hạnh phúc cũng đúng. Cái hạnh phúc gia đình điều đầu tiên là kinh tế, thứ hai là vấn đề thể xác đó. Đó cho nên thực ra là đối với cái thời đại này rồi thì cái việc mà ăn cơm trước kẻng thì nó cũng không phải là dễ sợ, không phải là một cái gì đó nó kinh khủng như là thời phong kiến đó. Tuy nhiên mình không khuyến khích cái điều đó. Nhưng mà với những bạn nào có một cái quan điểm tùy theo cái định hướng sống của mình thì nếu bạn nào có cái tư tưởng mà thoáng một chút thì cũng không vấn đề gì, không ai lên án cái chuyện đó cả. Đó, vấn đề là như vậy. Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi thì Không phòng rồi. Lướt còn không đó. Không quay lại đúng không? Ừ, có em bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy mấy tuổi là được con? À một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi, như vậy là tụi em lấy nhau cũng được chắc cũng 2 năm rưỡi hả? Dạ, 5 năm. 5 năm, 5 6 7 năm, 7 năm chứ. 7 năm. 7 năm. Như vậy tụi em cũng hơi trễ ha. Enjoy được cũng là 5 năm đó, đúng không? Dạ đúng. Vậy là em bé nhà là sinh năm 2000. 2020. Dạ 2020. Ừ. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Quan trọng là em cứ về là em thời gian đầu em không sống không hạnh phúc là bởi vì em cứ nhớ lại chuyện cũ. Ủa đã chấp nhận vậy rồi mà còn? Ừ, mà cái tật nhớ dai mà không nói nhưng mà nhớ dai. Bị ghen hả? Ghen lắm. Ghen với cái ngày xưa cũ đó hả? Em cảm nhận hồi nãy nội ra vẫn còn ghen hay sao á? Vừa nhắc tới có lần rớt nước mắt liền. Tại vì em chưa bao giờ nhắc chuyện này với chồng em bao giờ. Chưa bao giờ dám nói một lời sau suốt mười mấy năm ở bên cạnh. Bây giờ em cũng muốn nói gì không? Nói đi. Tại vì lúc đó đó là em cứ đi, em ở Cần Thơ cứ vô tình thấy hai người họ hoài. Thấy chạy xe ngoài đường á, chạy chiếc SH mà cái cô gái cứ ôm cổ ổng vậy nè, ngồi mà câu u ở trên xe vậy đó, mà hai người cười hú hí hú hí. Mà cứ thấy không hiểu tại sao cứ thấy hoài ghim vô đầu mình. Cái hình ảnh nó ghim hoài luôn. Rồi xong cái em đi tập thể dục cũng thấy hai người toàn tan với nhau mà ông xã ơi, ông xã à, cái trời ơi, bao nhiêu cái điều nó cứ ghim vào đầu mình. Bởi vì mình sống không hạnh phúc, chỉ cần thấy ổng hơi nói chuyện hơi gọi là lạnh nhạt với mình, nói chuyện hơi cọc xíu thôi là bắt đầu mình nhớ lại chuyện cũ. Hơi cái là nhớ lại chuyện sao cũ. Sao hỏi thẳng chi mà khổ tâm quá vậy? Em không dám hỏi. Như vậy là sẵn đây á là em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á một cái điểm xấu đó là ghen. Cái cảm nhận của chị á là bé Ngân là bị ghen quá. Ghen mà ghen chịu đựng á. Tại vì vậy nè, chị nói em nghe. Cái đó em ghen vậy là em sẽ rất là khổ. Tại vì sao em biết không? Khi mà bạn này gặp cái bạn gái trước á thì lúc đó em chưa có xuất hiện trong cuộc đời của bạn này. Đúng không? Bạn này đâu có biết em sự tồn tại của bé Ngân ở cuộc đời này đâu. Tại vì lúc đó bạn cái là bạn chồng á đa chỉ biết là mình quen cái cô gái kia, đúng không? Thì ví dụ như là khi mình quen với ai thì mình cũng phải thật lòng, đúng không? Chứ mình không thể nào mà quen chơi cho vui được. Như vậy là cái người đàn ông không tốt, đúng không nè? Thì khi mà quen với người bạn gái đó thì chưa biết em, đúng không? Cho đến khi mà gặp em thì bạn này bị say nắng, bị liêu xiêu, bị gọi là không còn giữ được cái lập trường nữa.
Thì ví dụ như bây giờ này, chị chỉ cần nói là chẳng hạn khi nào em chuẩn bị ghen, các em suy nghĩ là nếu như em không phải là ở vị trí của bé Ngân mà em ở vị trí của người bạn gái cũ thì em sẽ như thế nào? Em khổ hơn nữa chứ, em buồn hơn nữa chứ, đúng không? Bởi vì cái sự gắn bó của người ta với Đa là nó cả gần một thập kỷ rồi, đúng không? Rồi tự nhiên bây giờ bạn đó bạn bị mất Đa, đúng không? Vì là Đa đã yêu em, thành ra em là người được chứ em đâu có bị mất cái gì đâu. Nhưng mà lúc đó đó, thời điểm đó là anh Đa đã chọn bạn ấy. Thời điểm đó là anh Đa đã chọn bạn ấy mà. Thì em cứ suy nghĩ đi, một cái mối tình nó kéo dài, chị nói em nghe là 8-9 năm như vậy, ngoài cái tình yêu ra nó còn cái tình nghĩa nữa, đúng không? Và nếu như á, bạn này á, là một bad boy đi, thì cái chuyện nó quá đơn giản với bạn này, một cái cụp là đi liền, đúng không? Nhưng mà bởi vì bạn này không phải là cái người đàn ông xấu, bạn là người đàn ông có trách nhiệm, thành ra là bạn phải có đắn đo, bạn phải có suy nghĩ thiệt hơn trước sau, để làm sao mà đừng có tổn thương cái người bạn gái cũ của mình. Cái đó là điều tốt mà, đúng không? Em thử đặt trường hợp em vô người bạn gái đó coi, em sẽ đau khổ cỡ nào. Nhưng cuối cùng là bạn Đa đã sẵn sàng, phải là có nghĩa là tìm mọi cách để có thể từ chối cái mối quan hệ kia để đến với em. Có nghĩa là em là người được. Đây là xác định em là mẫu người phụ nữ của Đa rồi. Đúng không? Là em là người được hết đó. Em có mất mát cái gì đâu, đúng không nè? Thành ra là những cái hình ảnh ngày xưa em xóa đi, em đừng có để lại trong đầu óc em nữa. Em phải delete đi, chứ còn không á em sẽ khổ hoài. Cái đó nó gọi là sao? Nó gọi là cái bệnh, cái là nó hơi một chút hoang tưởng về cái sự ghen tuông đó. Là vì sao em yêu bạn này quá, em yêu Đa quá, thì thành ra là em muốn mọi thứ là phải thuộc về em. Em không muốn chia sẻ bất kỳ một điều gì cho người khác. Nhưng ở cuộc đời này có những cái mình muốn là một chuyện, và mình phải sống theo cái quy luật của cuộc sống lại là một chuyện khác nữa. Em phải sống được. Và chị chỉ cần nói em nè, ông Bill Clinton ha, bà Hillary ha, là hai người gần như là nhất thế giới, đúng không? Khi mà người ta làm tổng thống là nhất thế giới. Bà Hillary đẹp không? Đẹp. Giỏi không? Rất giỏi, đúng không? Nhưng mà ông kia vẫn có bồ. Mà bồ là ai? Là một cô thư ký thôi, đúng không nè? Bởi vì sao? Nó là quy luật rồi, nó là cái bản ngã của người đàn ông rồi. Cho nên mình không có chấp mấy cái đó, đúng không? Mà đã vậy là bạn này đâu phải vậy đâu, Đa đâu phải là người như vậy. Gặp bạn kia trước rồi mới gặp em, và đã dứt khoát với cái trước rồi mới gặp em. Vậy em là còn may mắn hơn bà Hillary nữa. Anh Tuy nghĩ thí dụ như em có ghen hay là em muốn cần biết một lý do gì đó, thì hai vợ chồng tối cứ thủ thỉ ngồi nói chuyện với nhau, chứ có đâu mà phải tự ôm trong lòng mười mấy năm trời không dám hỏi. Như vậy là em càng khổ tâm, mà chính vì những cái khổ tâm đó thì em càng suy diễn. Nó sẽ ra những câu chuyện nó khác nữa. Chẳng thà em chia sẻ thẳng với Đa, Đa sẽ giải thích tường tận hết mọi chuyện. À, nó là vậy vậy đó em, rồi giải phóng. Khỏi phải khổ tâm nữa, em hiểu không? Cứ ôm trong người hoài mệt lắm. Đừng dạy, bởi vì đó không phải là đối tượng để mình phải khổ tâm. Đúng rồi. Người phụ nữ khổ tâm sẽ mau già, sẽ mau tiều tụy, và đi đến chuyện thần kinh không ổn định. Ủa, mai là khổ tâm mà còn đẹp vậy hả? Thì đó, nhưng mà nếu mà kéo dài như vậy hoài là mình sẽ xuống sắc. Mà người đàn ông khi một người phụ nữ xuống sắc rồi, rất dễ bị xiêu lòng với một người nào còn sắc. Bởi vậy bỏ đi. Không có suy nghĩ vậy nữa. Với em cũng muốn là hỏi anh với chị, giống như chương trình của mình vừa rồi em cũng tham gia Vợ Chồng Son, tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xong ở trên mạng chửi em quá trời, nói em là người thứ ba, không hiểu thông tin nó từ đâu ra. Em tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em cũng kể thật cái câu chuyện của mình là như thế đó. Xong ở trên mạng chửi em quá trời là người thứ ba, không hiểu giờ này người thứ ba như thế nào, em không hiểu luôn. Không, thì thực ra là nếu mà nhìn vào cái cục diện á, thì cái đó là đúng, bởi vì em là người đến sau. Đến sau. Và trong mối tình đó là họ còn đang song song, còn đang yêu nhau. Em là người đến sau. Nhưng em đâu biết. Mà thì đó. Nhưng mà thông qua chương trình này á, thì sẽ lý giải được một chút là mọi người lưu ý dùm là bạn Đa chia tay với người yêu thứ nhất khi mà đã chia tay với Ngân rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là lúc đó là Ngân và Đa đã chia tay nhau rồi. Và sau đó là Đa mới suy nghĩ lại và xác định rằng đây chưa phải là cái người con gái sẽ là vợ của mình. Đó, và Đa quyết định là chia tay với bạn gái cũ, đúng không nè? Yeah. Và 2 năm sau, 3 năm sau mới gặp em mà. Dạ đúng rồi, 3 năm sau. Đó, cho nên là với cái chi tiết này thì mong là mong mọi người hiểu. Quý vị khán giả sau khi mà xem cái chương trình Vợ Chồng Son này thì là sẽ hiểu đúng cho bạn Ngân, để tội nghiệp bạn bị oan uổng. Không phải là bằng mọi cách để mà Ngân níu kéo để giành giật Đa về cho mình được. Tại vì lúc đó Ngân đã quyết định cái rụp là chia tay rồi. Thì không thể nào gọi. Chị Vân nói đúng, trong cái tình huống đó có thể là mọi người chưa hiểu lắm đúng thì rồi. Mọi người có quyền nghĩ em là người thứ ba. Thì chị mới nói về cục đúng diện rồi. Đó thì là rõ ràng là người thứ ba, bởi vì em đến sau bạn kia. Nhưng mà phải hiểu đúng cái bản chất của mình, vấn đề tường tận được mọi chuyện thì rõ ràng không phải người vào công kích em quá trời luôn, công kích tất cả các trang của anh em. Nghĩ em cũng đừng nên bận tâm nhiều. Rồi coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm.
ghen nè, ghen ghen kiểu này là mở lòng xác định vô tính xấu đó. Ừ. Rồi tiếp tục một cái gì nữa nè. Em thì em cũng sống tâm lý lắm mà em biết vợ hay ghen cái chuyện mà với bạn gái cũ đó. Ừ. Thì em cũng gắng là sống em bù đắp lại tất cả những gì mà mình đã tạo ra cái lỗi lầm hồi xưa đó. Ừ. Để bù đắp lại cái lỗi lầm đó cho vợ. Ừ. Rồi vợ. Thì hiểu phơi rồi đi cái ghen đó nhưng mà tới giờ cũng chưa phơi không đi. Sau đây là bớt sau đây sẽ hiểu ra vấn đề mà bớt đi rồi bây giờ em kể tiếp đi. Đúng rồi, Ngân còn cái tật xấu nào nữa theo em á? Để chị nói tiếp cho. Dạ. Chị phụ cho. Tật xấu hả? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Hung dữ ví dụ làm gì với em không em nói những người mau nước mắt được. Nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. À, tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Có tác động vật lý đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi có gì chị phụ cho. Trước tiên thì em sẽ nói cái uất ức của em trước. Rồi câu chuyện đó em để cho vợ ra kể. Rồi. Cái uất ức của em á là em chở vợ đi dạo. Rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn bi đi á. Mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Máu ghen nổi vậy á. Thì đó bà hừng sao nè. Hừng lên ha. Hừng lên vừa về tới nhà. Cái đầu cái mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh là em. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, lúc đó khên là mình đổi nón bảo hiểm. Chứ không cũng còn khôn. Nói sao cởi nón. Tức là cởi nón của Ngân đánh lên cái nón bảo hiểm của em. Dạ. Chứ đâu phải đánh đầu em đâu. Dạ. Cũng đơm đặt à, dễ sợ quá. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Đúng không? Đúng không Ngân? Cái câu đó sao? Em ghen như thế nào? Nói anh nghe thử coi. Tại vì em thấy mình không được tôn trọng. Ủa người ta chỉ nói ủa sao xe đó chở toàn là phụ nữ. Tại vì em đang ngồi phụ nữ, em đang ngồi phía sau xe mà tại sao á chạy xiết theo xe em hỏi ủa chạy làm gì vậy? Nên ủa sao ngồi với ta chứ xe tội chở toàn phụ nữ. Sao? Tức là đánh cái chi tiết mà chạy riết theo cái xe đó. Lỡ để nó bắt cóc. Em hỏi là ủa sao vậy? Nên là xe đó sao toàn phụ nữ vậy anh? Em chạy lên coi làm sao? Cái bắt đầu trời ơi nhận cho nó không thiếu sự tôn trọng của em trong khi đó vợ mình chở vợ mình ngồi sao mà tại sao vậy? Nhưng mà tính của anh ra hồi xưa giờ không phải vậy đâu. Tại vì chính vì cái tính ít nói nè. Cái tính của anh ấy rất là khó nữa và không phải là dạy gái giống như những cái chàng trai khác không bao giờ chọc ghẹo ai hết. Sao tiện bữa nay vậy? Cho nên nó là em cảm thấy có vấn đề gì đó. Cho nên em lúc đó em thấy rất là khó chịu, thấy mình bị thiếu sự tôn trọng á. Anh em giận quá trời nhưng mà em không nói được. Em tức quá, em chịu hết nổi. Trên vừa về tới nhà, vừa vô tới cửa rồi, thắng xe lại là bắt em lột cái đống hiểm này. Bắt chiếc bôi luôn. Hết luôn rồi, nó sướng gì đâu. Sướng. Nhưng mà em cũng xác định đó là cái nón bảo hiểm đúng không? Cho nên là chỉ đánh vô nón bảo hiểm thôi chứ lúc đó mà đa không đội nón bảo hiểm em có đánh vậy không? Em cũng không biết. Lúc đó là em cảm thấy giận quá rồi. Giận bao nhiêu chuyện nói chung này. Lúc đó trước lúc đó nữa đi cái là bắt đầu em lại nhớ chuyện cũ. Em lại nhớ chuyện cũ trong đầu em rồi thêm cái vụ con gái đó nữa. Cho nên là em giận, cho nên em giận thật sự lúc đó là giận không kiểm soát được. Cho nên là quýnh lần đầu tiên mà đánh một cái thật là đau như thế đó. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Rồi, có giận rồi lúc đó đa xử lý làm sao? Lúc đó em giải thích nó ủa tại sao đánh anh vậy? Thì bà này bà khóc luôn tại mất nước chứ lắm. Khóc rồi vừa khóc vừa nói. Rồi xong cái em vạo em nói tại sao mày đánh tao? Bà lần đầu tiên chịu đau. Bà này đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên cái đụng đánh mình. Tại sao mày đánh tao? Bà này bỏ nghe cái câu mày vậy đó, bảo bạo hơn nữa. Bạo hơn nữa rồi sao em tổng thương. Lúc đó là tại vì em là một người không thích nói chuyện kiểu đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cái tự lần đầu tiên mà ổng nói với mình câu đó. Trong khi đó ổng vừa mới sai nữa mà lại kêu mình mày tao nữa. Em tổng thương quá trời, có em đi xèo xuống em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Cái em bò vô trong phòng. Em nói trời, đứng không nổi luôn. Đứng không nổi luôn. Khuỵu xuống xong rồi lết bò. Dạ đúng rồi. Mình nhung qua cái ảnh. Đứng không nổi, lúc đó là em chủ nổi. Em nói trời, mình lấy sai người. Tại sao mình lại khổ như vậy trời. Mình lấy phải cái thằng này không mà. Mà xíu nó đánh mình. Tại vì lúc đó đó, bà nói, tại sao mày đánh tao? Rồi ổng kênh lại rồi. Tại vì lúc đó em biết ổng thật sự đau. Tại vì lúc đó em dùng hết sức của em. Dùng hết sức em giận. Em không kìm được á. Em dùng em quên cái bảo hiểm bằng gai á, bảo hiểm bằng gai. Rồi. Đó lúc đó cho em chạy chiếc Z 1000. Thì đó là cái nó bảo hiểm của ra lấy gốc đó. Cách đây là năm ngoái hay năm năm kia. Lâu lắm rồi, lúc mà mới cưới không bao lâu, mới cưới 2 năm. Thì lúc đó em quên đùng một cái là vô trời giáng rồi em biết là lúc đó ông sẽ đau lắm luôn rồi. Xong cái ông hỏi tại sao vậy? Cái em không thèm nói, cái ông giận nói sao mày dám đánh tao? Tại sao mày đánh tao? Rồi là bắt đầu em bị sẹo, tự nhiên em bị tuột huyết áp luôn. Nghĩa là em hơi không nổi, em lớn không? Em lớn không? Em nói trong bụng em nói trời ơi, tại sao mình lấy nhầm người trời? Ấy em cười đàn ông mà thô lỗ. Rồi người đàn ông mà như vậy á là mình sai rồi, cuộc đời mình đã sai rồi, mình phải làm sao đây? Tự nhiên em đi xử lơ không nhỉ? Nó không biết gì. Em bò vô trong cửa. Em bò vô trong cái chỗ tại vì cái phòng khám của em á, cái phòng ở chỗ nhà là cái thẩm mỹ. Em bò vô trong phòng. Cái giới em lấy lọ thuốc em tính tự giận. Trời đất ơi.
Em đây là thuốc bây giờ cái chuyện không có gì luôn á. Không hiểu sao mấy em cảm thấy rất là nặng nề. Em mà nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Tự nhiên cái em cảm thấy lấy ngay cái thằng cái một cái người chồng mà gọi là giống như thô thiển, không có giống như mình nghĩ, gọi lại mê gái. Rồi sao, rồi có uống thuốc không? Có. Trời ơi, thuốc ở đâu có, thuốc gì? Tại vì nhà em là thẩm mỹ thì trong đó có một cái tủ thuốc. Ở căn phòng đó thì em bò được vô tới cái phòng. Em với em lấy cái thuốc, em phá cửa lại. Cái bắt đầu em nhắn tin. Em nhắn tin cho tất cả. Uống rồi mới nhắn hay là nhắn trước khi uống? Nhắn trước khi, lúc mà khóc dữ lắm luôn rồi, nước mắt em đi hết nổi rồi. Lúc đó em chỉ nằm ở dưới đất thôi. Xong rồi em nhắn tin, em từ giả mọi người. Đó, em từ giả anh Đa, em từ giả mọi người đó. Và em nói cho anh Đa biết tại sao em lại làm như vậy. Và em rất là thất bại khi mà phải lấy một người như vậy. Trời ơi, lúc đó em sao Đa? Em kể tiếp chị nghe. Lúc mà nhắn tin tạm biệt em á. Lúc mà đánh em rồi ha, là lúc đó em bảo rồi tính giơ tay đánh lại mà thôi, dùng bỏ đó em đi luôn, đi chỗ khác. Đi ra khỏi nhà luôn hả? Đi ra khỏi nhà. Ra ngoài á, ngoài quán đó mình ngồi để mình suy ngẫm lại. Rồi bà nghe tin nhắn của bà này tự dặn này kia là mình hết hồn. Tại vì cái bà này nhõng nhẽo, mình biết nhõng nhẽo. Sao bà nhiều khi thấy giống như biết nhõng nhẽo như khi dở. Làm thiệt như à? Khi thiệt. Về á chạy kiếm vòng nhà không có. Cái thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được. Kêu qua không nghe, đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn. Bắt đầu cái hỏi uống gì vậy, cái nhìn thấy cái chai thuốc rồi bắt đầu đem lôi vô toilet, đổ nước vô chậm cho ối ra. Súc ruột luôn. Trời đất ơi, vậy đó mà bữa đó em uống bao nhiêu viên? Đó em không có quan niệm uống bao nhiêu viên, em cứ ngốm vô trong miệng thôi. Trời đất ơi, bữa đó em không súc ruột kịp thì chắc cũng không chừng cũng ông bà gặp rồi là, đó là cho móc ối ra xong rồi đi vô nhập viện. Tại vì lúc đó là em bị nổi bị đai luôn, là do diễn thuốc. Đúng rồi. Uống nhiều lắm đó. Em cũng không nhớ là uống nhiều. Bé này có dễ suy diễn dữ ha. Suy diễn lắm, suy diễn ghê luôn á. Trời đất ơi. Tại vì cái quan niệm về người chồng của em trong đầu em á là nó phải như thế này, như thế này, như thế này mà nó không đúng như vậy. Là em nói rồi, cuộc đời đây coi như xong rồi. Bây giờ hai điểm xấu được chưa? Hai điểm xấu quá là sốc nổi. Tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nào nữa không, nói đi chị phụ cho nha. Hung dữ đó chị. Hung dữ. Ba tật xấu luôn, hung dữ. Có gì nữa? Có gì nữa? Công việc trong nhà như thế nào? Có chu toàn không? Nói chung cái đó là tật tốt rồi. Cái đó tài gian được trợ không là đúng không? Việc là tật tốt. Là vẫn biết nấu ăn như bao nhiêu người khác đúng không? Rồi có ăn xài. Nấu ăn vậy, có nấu mì. Có ăn xài vô độ. Ăn mì hả? Nấu ăn là tật nấu mì thôi. Rồi có ăn xài nhiều không? Có ghiền shopping đồ này kia không? Cũng thích lắm, thích shopping lắm nhưng mà cũng vừa. Thiếu gia mà chỉ làm trong khả năng. Thôi coi như mình cái ba tật kia là dễ sợ. Ba tật đó là xấu. Dễ sợ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Thì trong ba cái tật đó không, em nói thì cái suy diễn phải bỏ nha. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì, bây giờ khắc phục được chưa, bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa. Còn 30%. Rồi cái ghen là 90 rồi. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. Còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái nhà nữa. Thôi điện ngon rồi. Rồi còn ghen cái con. Còn cái sốc nổi, cái sốc nổi. Cái suy diễn hả chị? Suy diễn đó. Suy diễn. Cái sốc nổi bây đó. Bây giờ bớt chưa? Bớt cái đó là hết rồi, tại vì bây giờ chững chạc rồi, hết suy diễn rồi. Ủa vậy ngon quá rồi. Bây giờ ngon rồi đúng không? Một lần trong đời. Vậy là thay đổi nhiều rồi đúng không? Còn có 30% hung dữ thôi. Còn hung dữ. Vậy em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Không, anh nghĩ nên giữ á. Giữ để kèm em lại. Giữ để kèm. Để kèm em lại. Coi như không mong muốn vợ thay đổi điều gì luôn. Không, em không muốn hoàn hảo như 100%, nhưng mà cũng phải có một chút gì đó để cho cái cuộc sống nó sinh động chút. Thì đó, thì bây giờ coi như giờ em muốn vợ em giữ y chang vậy, không thay đổi gì nữa đúng không? Hay sao? Có chừng hối hận nha. Được cơ hội là phải yêu cầu liền. Em muốn có thiệt liền. Hả? Em muốn như là có thật không? Thiệt. Trời ơi, em phải mong muốn đây nó sẽ là cái bằng chứng cho em. Sau này chỉ em cần làm sai em bật đúng chương trình này ngay số này bật nút play cái bà hứa với tôi rồi nha. Thiệt. Ok. Sau chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn hung dữ nữa. Không còn hung dữ nữa. Em chắc bị đọt cũng nhiều vụ lắm rồi. Không còn hung dữ nữa đúng không? Rồi bây giờ còn em nè. Nhìn dễ dữ lắm nói, em. Chút xíu nói lượt, chút xíu giải tỏa. Tại vì em cái hung dữ nó phải có nguyên nhân. Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân hung dữ. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là cũng không có gì, chỉ duy nhất cái là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói đúng rồi, hot boy lạnh lùng. Mẹ em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em hung dữ? Thì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi, hôm nay không bao giờ nói chuyện. Em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới hung dữ.
Chứ thật sự nếu như mà nói chuyện lại với em thì chắc là không giữ như vậy. Có nghĩa là ít nói nè, ít nói nè, lạnh lùng nè. Dạ đúng rồi. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Cái đó là cú. Thấy em buồn một cái gì, biết em buồn cái gì đó rồi thì tự động đi lãng mạn hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi có quan tâm chăm sóc mà có ga lăng với em không? Có. Có đúng cũng không? Có nhưng mà không nói chuyện thôi. Làm chứ không có nói. Làm thì rất là nhiều. Nhưng mà miệng thì không chịu nói. Tức là không có vô tâm đúng không? Nói chung vô tâm thì cũng không vô tâm. Nhưng mà chỉ là không nói là một cái vô tâm rất lớn rồi. Đâu người ta đã hành động rồi. Có khó tính không? Ban đầu thì khó tính nhưng mà bây giờ em đã thích nghi được. Tức là em thích nghi với khó tính của ảnh. Dạ, chứ không phải là ảnh bớt đi cái khó tính của ảnh. Dạ, đúng không? Em thích nghi. Em thích nghi. Đa có rập khuôn là bắt mọi người phải đi theo hướng suy nghĩ của mình là trong cuộc sống phải như vậy không? Thỉnh thoảng cũng là có, trước đây thì là có. Nhưng mà em thấy ví dụ như khi em thấy anh Đa anh thích cái gì thì là tự động em sẽ thay đổi để theo những cái gì mà anh ấy thích. Cho nên anh ấy thích có một người giỏi thật là giỏi, anh ấy thích có một người giỏi như thế này như thế kia. Nhưng mà anh không nói ra thôi, nhưng mình nhìn thấy ánh mắt, mình nhìn thấy cái cử chỉ là mình biết anh ấy thích cái gì là mình sẽ tự em sẽ thay đổi để còn hơn cả mong đợi của anh ấy nữa. Rồi anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì ngày xưa có nhưng bây giờ thì không. Vậy cái lý do gì mà em nói là em không dám hỏi ảnh cái vấn đề cái cô bạn gái cũ? Tại vì em có một quan niệm đó là em không muốn tự mình làm tổn thương mình khi mà để mà nghe chồng em chính miệng nói cái câu người này người kia rồi em lại nhớ lại nữa. Em không muốn, em sợ á, em sợ ảnh nhắc lại rồi em lại nhắc những cái từ gì đó hay là kể một cái điều gì đó sẽ là em tổn thương thêm. Thôi thì thật là em không biết thì nó sẽ tốt hơn. Mấy hân vợ em đi trang vậy á. Ủa rồi tự nhiên bây giờ chẳng thà, có nghĩa là không muốn người ta nói ra để mà mình đừng có biết. Nhưng mà trong khi đó thì mình cứ tự mình suy nghĩ. Đúng rồi. Suy diễn. Đúng không, mà suy diễn bậy, nó không có đúng câu chuyện á, hiểu không? Không có bản chất vấn đề. Mình tự mình khổ. Trời đất ơi, cực ghê không? Đó là cái tật đó. Cái tật đó. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em không muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, để chia sẻ nhiều hơn. Chỉ vậy thôi. Kể từ hôm nay ngày mai về em nói hoài cho nhức đầu rồi. Em nói khi nào bà sợ tôi chưa? Nhưng mà kiểu mà không nói là do em làm biếng nói, hay là đó là từ đó giờ em cảm thấy em im lặng thì nó sẽ đúng với cái sở thích của em hơn? Nó cũng có nhiều nguyên nhân để cấu nên là cái ít nói với vợ em. Thì nguyên nhân thứ nhất thì bản tính em thì ít nói thiệt, nhưng mà cũng có nói. Nhưng mà do là mình, thứ nhất là do mình trong công việc mình nhịn vợ á, có thể là vợ lớn tiếng quá hồi này kia mình không cần nói luôn, mình im lặng luôn để mình tự giải quyết hả? Dạ. Tại vì em là bên bất động sản. Dạ. Là em sẽ phải rất là uyên bác, rất là nói gọi là nói chuyện để với khách hàng á, là sẽ phải rất là uyên bác đó, chứ không phải là người kiệm lời đâu. Đó mà lý do là em không nói chuyện nhiều với vợ là nó phải có nguyên nhân. Đó thì thành ra là đó, em nghe không, em nghe chồng nói không? Là bởi vì nhiều khi vợ nóng tính quá cho nên là nhiều khi anh nói, có thể lúc đầu anh nói xong rồi là không thấy cái sự đồng điệu của vợ thì tự nhiên cái làm biếng nói luôn, không nói nữa, không lâu ngày cái nó trở thành cái nó tạo thành một cái lúc mới cưới lận. Từ lúc mới cưới em là mười mấy năm nay tới giờ rồi là tính anh nó như vậy rồi, đã như vậy luôn rồi. Bởi vì em tại sao mà em lại có một cái suy nghĩ là ổng vẫn còn yêu người kia, là bởi vì cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều. Và cũng thật sự từ lúc cưới em tới giờ mà nói cái câu mà anh yêu em á chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi, sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ như em cần cái gì em cứ chia sẻ là đa cần gì hai chồng chia sẻ với nhau cũng là một cái thú vị chứ bộ. Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình, đúng không? Dạ. Chứ bởi vì cái đó là do mình chọn mà. Dạ. Đúng không? Thành ra là mình chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thì chị nghĩ là có thể cái nguyên nhân đầu tiên á là do ảnh hiểu được là em vẫn còn có một cái gì đó nặng lòng và ấm ức với cái mối tình cũ của ảnh. Và vô tình nha, cái này là vô tình thôi, nhiều khi em không nghĩ tới đâu, nhưng mà vô tình cái cảm xúc đó nó cứ như vậy hoài đối với ảnh á, nó sẽ đi đến cái chuyện là ảnh từ nặng nề rồi tới áp lực, và cuối cùng thì ảnh nghĩ đó là lỗi của ảnh, là một cái lỗi rất lớn đối với em, để tạo cho em phải luôn luôn đau khổ với cái điều đó. Thì thành ra là đó cũng là nguyên nhân để ảnh cứ gói mình lại, cứ thu mình lại, ảnh không cởi mở nữa. Đó, cái đó là cái nguyên nhân. Tức là mình muốn chữa bệnh thì mình phải tìm ra được căn nguyên của bệnh. Em mình dung không, chứ không phải tự muốn sửa là sửa được. Cho nên là nếu thực sự cái điều đó là đúng thì chị nghĩ rằng là hai người
đều phải gọi là bắt tay nhau để mình hóa giải cái điều đó. Ví dụ như anh, em muốn chồng em cởi mở với em, nói nhiều với em, thì em phải xóa đi cái mặc cảm tội lỗi mà do thời gian á, tự nhiên em tạo cho anh một cái mặc cảm anh bị tội lỗi đối với em, đúng không? Dạ. Em phải xóa cái đó đi. Thì hồi nãy chị đã chia sẻ với em cái chuyện là em xóa bằng cách nào rồi, bởi vì thực ra đó là một đối tượng hoàn toàn vô hại với cái tình cảm vợ chồng của em bây giờ. Dạ. Tại vì nếu anh lựa cổ là anh đã lựa rồi. Dạ. Em có thấy tỷ lệ mà 9 năm với 1 với 2 năm đi, ví dụ đâu phải đâu tới 5, 9 tức là tỷ lệ là 9 phần bao nhiêu đó mà anh lại chọn cái phần bao nhiêu đó thì em biết là em thắng rồi, đúng không? Cho nên rằng á là em phải gạt bỏ tất cả cái đó đi để anh thoải mái cái đầu óc. Đúng không? Chứ còn á ai cũng vậy, nếu như chị cũng vậy, em cũng vậy, hoặc là Tuyên cũng vậy, tự nhiên mình có một cái cảm giác mặc cảm là mình tội lỗi với cái người đó, không bao giờ mình có thể cởi mở được với cái người đó đâu. Đúng không? Ví dụ chị làm điều gì có lỗi với Tuyên chẳng hạn, chị khó ngồi đây mà cùng giỡn chuyện với Tuyên lắm. Chị sẽ cảm thấy là chị luôn á, chị nhìn qua là chị thấy chết cha. Trời, mình làm cái điều có lỗi với nó sao mình cười với nó được? Mình không thể nào làm đúng rồi, hòa quyện nhau lại được á. Em hiểu không? Yeah. Em gạt đi, em phải là cùng hỗ trợ với anh cái điều đó thì tự động anh sẽ mở lòng, mở lòng, mở lòng, và lúc đó là tình cảm của tụi em sẽ thăng hoa, đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Đúng không? Do mình chọn chứ bộ. Giờ hứa với nhau đi. Hứa với ảnh đi, trước khi mình chia tay mình phải hứa với nhau đi nào. Nói chung á là em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em, và anh Đa nói chung là anh cũng rất là tốt, là một cái người chồng mẫu mực. Dạ, một người chồng mẫu mực. Tuy nhiên thì hơi hung dữ một xíu là bởi vì ít nói quá. Cho nên nó lại rất là giận, không có một cái chỗ để mà em chia sẻ. Thành ra cảm thấy luôn luôn rất là ấm ức á, ấm ức trong lòng. Thành ra là có những lúc thì cũng hơi nóng tính thật. Nhưng mà em cũng đang kiểm soát là tốt rồi. Nhưng mà em chưa hứa với Đa. Đó, em hứa Đa nói để sau này có lý do để mở lại hứa. Em hiểu thay cái đổi, nguyên nhân cái rồi thì em sẽ thay đổi cái đó để... Thật ra không phải, ghen là nhiều năm trước rồi, chứ còn bây giờ em đâu ghen nữa đâu. Tầm khoảng 4 năm nay là em không còn ghen nữa rồi. Không phải, vấn đề ở đây nó là hậu quả của nhiều năm trước, chứ không phải là của những năm nay. Dạ. Em hiểu không? Thì bây giờ nó đã tạo thành một cái nếp, một thói quen rồi. Tức là cái trái tim, tức là cái bông hoa nó khép lại rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của em á là em phải làm cho hoa nở ra. Hiểu không? Dạ. Mà không phải là do mấy năm nay, mà từ những năm trước rồi. Cái hoa của em nó đã cụp lại từ những năm trước rồi. Cho bây giờ em phải làm nó nở ra. Đúng rồi. Hiểu không? Dạ. Đó. Sao Đa? Một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói chị nghe coi. Thì ra thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh, thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Hài lòng rồi nha. Thường là sau đó là nắm tay nhau hứa đó, đúng không? Nãy như chị với em là ve nè. Đó, không lẽ bển làm được. Rồi. Wow. Trời, đáng yêu quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều.